Thưa quý vị, người ta đã từng nói về giấc mơ Mỹ, người ta đã từng nói về vùng đất tự do, vùng đất an toàn và vùng đất đáng sống, và người ta đã đổ xô về đây để mà sinh sống, để tìm một giấc mơ thiên đàng thực sự mà người dân Mỹ đã từng và đã có trước đây. Trong đó có rất nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta đã cảm nhận được điều đó. Sự việc kinh hoàng vừa diễn ra ở ngày lễ lao động vừa qua đã làm cho nhiều người phải suy nghĩ và đặt câu hỏi lại. Và thực sự tỷ phú Elon Musk, ông đã đăng lại thông tin này và chia sẻ và nói khi nào đủ thì sẽ đủ. Bởi khi con người ta thức tỉnh, ta nhìn ra được vấn đề thì người ta mới đồng thuận cho những người có trách nhiệm họ đi vào hướng thiện để mà bảo vệ cho cuộc sống tốt đẹp của con người và đẩy xa sự dữ. Còn nếu không thì chấp nhận phải trả giá những điều mà chúng ta chấp nhận, chúng ta đón nhận nó và chúng ta đứng về phía nó như là nó là đồng minh của chúng ta chọn sự dữ thì chắc chắn rằng hậu quả đón nhận của chúng ta cũng chính là sự dữ mà thôi. Hôm nay là một gia đình 4 người, ngày mai chắc đâu chúng ta sẽ có thể thoát được những cảnh này. Không ai chắc được điều đó, trừ khi một cuộc sống thực sự đó là một mảnh đất an toàn, mảnh đất đáng sống khi cha ông chúng ta những người đầu tiên đã đặt chân đến Mỹ để tìm giấc mơ Mỹ. Người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt vì tội giết người sau khi một gia đình 4 người được phát hiện đã chết trong ngôi nhà đang cháy của họ ở tại Arundel Quay, NY. Julio Cesar Sorrento, kẻ bị nước Cộng hòa Dominica truy nã vì tội giết người vào năm 2019 đã bị bắt giữ. Hai đứa trẻ mới biết đi và cha mẹ chúng cho là đã bị một người nhập cư bất hợp pháp giết chết. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng. Trong gần 32 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ chứng kiến điều đó giống như vậy. Cảnh sát trưởng Peter Cott cho biết, hôm nay là ngày lao động, đây được xem là ngày vui vẻ khi dành thời gian cho gia đình. Gia đình này không còn điều đó nữa, một nửa gia đình này đã ra đi chỉ trong chớp mắt mà thôi. While searching the location, several individuals were located inside and found to be deceased. The names of the deceased are Fraime Ubaldo, he's a 30-year-old male from 3029 Knapp Avenue. I'm sorry about pronunciation on this. Mirangeli Moreno Santiago, 26-year-old female from 329 Knapp Avenue. Evangeline Ubaldo Moreno, 4-year-old female from 329 Knapp Avenue. And Sebastian Ubaldo Moreno, 2-year-old male, 329 Knapp Avenue. Sorry. Due to the condition of the bodies, it was readily apparent that this was going to be a homicide investigation. Officers on scene worked with fire personnel to ensure it was safe to be inside. After it was determined to be safe for fire and police personnel, the location was secured to start a methodical investigation. Crime scene technicians and investigators from the Irondequoit Police Department and the Monroe County Fire Bureau worked diligently to process the scene. Due to the nature of the scene, our processing took almost 2 days. Limited information was initially given out due to the need to inform family members that had to be located in other states. Peer counselors were brought in immediately for the initial emergency responders and remain available for the upcoming days. Anyone with information is asked to call the Irondequoit Police Department at 585-336-6000, or if you wish to remain anonymous, please call Crime Stoppers at 585-423-6000. 9300. I apologize. I know you guys have questions. This was a horrific scene. In almost 32 years of doing this job, I've never seen anything like it. So, there's a reason why we don't put all this information out at first. And I get a little frustrated, and not with you. I get a little frustrated with a lot of people on social media and anything else, wanting to have instant gratification, put the information out there immediately. There's a reason why we don't do it, because the last thing I want is a family member to hear horrific details about their family's death through social media or through the media. I wanted to hear it right straight from her mouth. Think about if it was your family. Think about how we would want to be treated ourselves. So that's the reason why this has taken just a little bit of time. Also, we took 2 days
to make sure that we methodically cleared that location. The fire did not help, but it didn't hinder us. We wanted to make sure that we went floor to floor and didn't miss any piece of information that needed to be collected to ultimately bring these monsters to justice. That's all I can say is for what you do to adults is fine, but when you murder innocent children, there's no excuse for it. Cảnh sát Rhonda Cole, cảnh sát trưởng Scott Peter đã xúc động tại buổi họp báo và chia sẻ khi chúng tôi nhận được thông tin cập nhật thực sự đầu tiên từ hiện trường về việc ngày thứ bảy mà giờ chúng tôi biết là đã dẫn đến cái chết của một gia đình tại nhà riêng của họ trên phố Nep. Một hiện trường vụ án không giống bất kỳ một hiện trường nào khác đối với cảnh sát trưởng Rhonda Scott Peter. Đây là một hiện trường kinh hoàng. Đúng như vậy, gần 32 năm làm công việc này tôi chưa bao giờ thấy điều như vậy. Thực sự là sốc và kinh hoàng từ cộng đồng Anranoki, một gia đình gồm 4 nạn nhân của một vụ giết người trong chính ngôi nhà của họ. Đây là ngày lễ lao động được cho là ngày vui vẻ khi dành thời gian nghỉ ngơi cho gia đình. Vì gia đình không còn điều đó nữa, gia đình này sẽ mãi mãi. Ý tôi là một nửa gia đình họ đã ra đi trong chớp mắt. Aronda, cảnh sát Scott cung cấp thông tin cập nhật về cuộc điều tra và nêu tên 4 thành viên trong gia đình bị giết 30 tuổi, người bạn già. Obando, 26 tuổi, Morizelo Moreno, Santiago, 4 tuổi, Evangeline, Obando Moreno và Sebastian Moreno, 2 tuổi bị giết vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Cảnh sát trưởng Peter nói rằng hành động của ông là không thể giải thích được. Lớn làm thì người lớn chịu, còn trẻ em thì vô tội. Vậy nên chúng ta hãy xem điều đó theo đúng giá trị của nó. Có một bà mẹ đã là một người mẹ bảo vệ con mình, người cha. Và thực sự nói tôi nói điều này hoặc là có thể nghĩ rằng không ai có thể làm điều này hoặc có thể nghĩ là họ có thể làm điều đó với một đứa trẻ. Cảnh sát trưởng nói rằng sở của ông đang giải quyết rất nhiều việc và lúc này giữa những cuộc điều tra và cố gắng giữ cho cộng đồng đoàn kết và nói rằng những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị bắt. Tôi muốn bảo đảm rằng tất cả bọn họ sẽ không bỏ sót bất kỳ ai những thông tin nào cần thu thập. Cuối cùng, đưa những con quái vật này phải ra ánh sáng. Chief Peters saying these actions are inexplicable. Adults do what adults do, but kids are innocent. So, take that for what it's worth. There's mom was being a mom, protecting her children. Dad, I can't say, but nobody should ever be able to do this or be able to think that they could do that to a child. The chief saying that his department is dealing with a lot at the moment between the investigation and trying to keep a community together and says those responsible will be caught. We wanted to make sure that we went floor to floor and didn't miss any piece of information that needed to be collected to ultimately bring these monsters to justice. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.